chia phía sắc mẹ lục rú mai xuân lộc xâm đang đời mất Nguyễn Thị Hồng Nhiên nâng Lưu Thị Tu Anh hai song ca bài hát lời ru trên phun sróc sáng tác Trọng Dũng, lời Lý Tiên Trọng Dũng, phẩm dịch khmer thầy Mai Xuân Lộc, biểu diễn dạy bạn Nguyễn Thị Hồng Nhiên và Lưu Thị Tú Anh. Tiếp bảy cư cho sân đạc bằng chắc bị tệp có sớt bà công đoàn trái nâng bắt châm riêng sơ xiên bằng tùa thang ngày bắn phùm ổn nị bắn đói Lâm Minh Cường xâm đang đời mất Lộc Đa Liếm Đức Nguyên. Ba là tiết mục thể hiện năng khiếu hòa tấu bài âm vang ngày hội quê tôi sáng tác Lâm Minh Cường, biểu diễn bạn Lộc Đa Liêm Đức Nguyên. Tiết 4 cư triền bát trầm riêng Hồ Chí Minh chia môn đà rá nị phân đối Thạch Minh Thuận đó sai đôi mất Nguyễn Thị Hồng Nhiên. 4 đơn ca bài hát ngôi sao Hồ Chí Minh sáng tác Thạch Minh Thuận, trình bày Nguyễn Thị Hồng Nhiên. Tiết 5 cư chất xâm đen chia cỏm triền róm chia môi bát trầm riêng thằng ngày bận phùm sróc nị phân đối Kim Khánh Cru bằng vật bạch rõm Thạch Trung Vũ, xâm đua đàn trái Thạch Hải Vĩnh, xâm đen đối chàng cồng. 5. Tiết mục tốc ca múa bài hát Ngày hội Phun Sóc, sáng tác Kim Khánh, biên đạo Thạch Trung Vũ, âm nhạc Thạch Hải Vĩnh do toàn đội biểu diễn. Bên tập mục này, cảm ơn vị thí xâm đen này ông có phía phục ổn, xôm an ở nhà chấp đồng xâm đen đối tơ tử. Và sau đây, chương trình của chúng em sẽ được phép bắt đầu. Thank you.
ជាក្រុមច្រៀងរំថ្ងៃបុណ្យភូមិស្រុកបានចិនចូលទីបញ្ចប់នៃការសម្ដែងរបស់អង្គភាពសាលាអនុវិទ្យាល័យចិនជាតិអន្តេវាសាស្ត្រស្រុកភូមិម្ដងទៀតពួកប្អូនសូមគោរពជូនពួរគណៈកម្មការគណៈមេប្រយោគនិងបណ្ដាអង្គភាពសម្ពន្ធមិត្តប្រកបដោយសុខភាពល្អនិងសូមប្រសិទ្ធពរជ័យវិធីប្រឡងឲ្យបានសម្រេចជាស្ថាពរសូមអរគុណ
Tiết mục tốt ca múa ngày hội phun sóc đã khép lại phần thi diễn của đơn vị trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú Long Phú. Một lần nữa, chúng em kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo và các đơn vị bạn dồi dào sức khỏe. Chúc hội thi thành công rực rỡ!